kính chào Chúa, xin chào đặc biệt đến các mục sư, các con cái Chúa và đặc biệt các thân hữu có mặt tối nay ngày hôm nay. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 7:30. Trong thời gian chờ đợi, tập mời chúng ta cùng hát chung với nhau những bài hát tôn vinh đấng tạo hóa để bày tỏ lòng tôn nghiêm. Con kính xin mời ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng lên ngay giờ này. Dạ, xin mời mọi người cùng đứng lên ạ. Nếu như có các bác lớn tuổi không có tiện đứng thì các bác có thể ngồi. Dạ. Chúng ta hãy cùng hát chung với nhau và đầu tiên là hãy đến với Ngài. Chúng ta đã đến với nhau ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy cùng đến với đấng tạo hóa, đấng tạo ra muôn loài và vũ trụ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường để quên anh và những giấc mơ qua. Oh, yeah.
Lời khen Chúa tối hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự hiện diện của Chúa để xin Ngài ban phước cho buổi tiệc tối hôm nay. Và anh chị em hãy quay sang người bên cạnh và nói rằng bạn sẽ được phước tối hôm nay. Chắc chắn anh chị em, quý ông bà anh chị em tối hôm nay sẽ được phước. Không có gì tốt hơn để bắt đầu buổi tiệc của chúng ta hôm nay bằng sự cầu nguyện để dâng tất cả những gì chúng ta làm trong sự tể trị và sự chúc phước của Đấng toàn năng, Đấng tạo hóa và là Đấng tối cao. Và tôi xin kính mời mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu tiến lên sân khấu để cầu nguyện thay lễ. Xin tất cả chúng ta cùng hướng về Chúa. Là Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Ngài là Thượng Đế, Ngài là Đức đã tạo dựng nên đời sống, tạo dựng nên vũ trụ và vạn vật này. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng con có sự sống, có hơi thở. Và cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay, Chúa đưa dẫn chúng con đến đây trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và con cầu nguyện rằng Chúa sẽ thể hiện sự vinh quang của Ngài, sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng con tại nơi này. Xin Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài vào trong tấm lòng của mỗi người, mỗi ông bà, anh chị em chúng con buổi tối hôm nay. Và cho chúng con kinh nghiệm được tình yêu quý báu của Ngài, tình yêu vô điều kiện, tình yêu mà chúng con không thể tìm được ở bất cứ nơi nào, bất cứ một người nào ở thế gian này, chỉ đến từ nơi Chúa mà thôi. Con cầu nguyện rằng tất cả ông bà, anh chị em chúng con đều sẽ mở tấm lòng ra để tiếp nhận tình yêu của Ngài buổi tối hôm nay. Chúng con dâng tất cả mọi tiết mục buổi tối hôm nay cho Chúa. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Xin mời quý vị an toàn. Xin kính mời tất cả anh chị em chúng ta đồng an tọa. Và xin anh chị em chúng ta đồng giữ yên lặng trong thời giờ này. Tối hôm nay tôi xin đại diện ban tổ chức của chương trình gửi lời chào đến hết thảy các mục sư, con cái Chúa và toàn thể các thân hữu đã có mặt tối hôm nay. Tôi xin gửi lời chào đến Hội Thánh Việt Lay House
của ông bà mục sư Trần Hồng Nguyên và Lê Kim Cúc. Xin gửi lời chào đến Hội Thánh Lời Sống của mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu và mục sư Tường Vân. Xin gửi lời chào đến Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn mục sư Trương Trung Tính. Và xin gửi lời chào đến Hội Thánh Thánh Đường Lý Đô Sài Gòn mục sư Lê Minh. Và xin gửi lời chào đến Hội Thánh Nguồn Sống. Và đặc biệt tối hôm nay, tôi xin mời tất cả những thân hữu đã được mời đến đây, chúng ta đồng đứng lên để cho chúng tôi có dịp hoan nghênh và chào đón quý vị tối hôm nay. Xin các thân hữu cùng nhau đứng lên trong thời giờ này để chúng tôi biết quý vị là ai. Chúng ta hãy cùng nhau giơ tay chào đón tất cả thân hữu của chúng ta tối hôm nay. Xin quý vị an toàn. Xin gửi lời chào đến Hội Thánh Power and Love, sức mạnh tình yêu thương của mục sư Phùng Thúy Kiều. Tối hôm nay chúng tôi mời quý vị đến đây nhằm giới thiệu cho quý vị về tình yêu của Chúa. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu được yêu thương, đúng không quý vị? Có ai không có nhu cầu để được yêu thương không? Và những điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay, có một cái loại tình yêu mà tôi và quý vị không có được, đó là tình yêu vô điều kiện. Và bởi vì loài người chúng ta yêu một cách có điều kiện, cho nên đôi khi cái điều kiện đó thay đổi, đôi khi cái hoàn cảnh thay đổi, và đôi khi có người thay đổi khiến cho tình yêu đó cũng thay đổi. Và khi tình yêu đó thay đổi thì có thể mang đến cái sự tổn thương, mang đến cái sự thất vọng, mang đến cái sự cô đơn, mang đến cái sự buồn bã trên cuộc sống. Nhưng mà có một tình yêu, và tình yêu đó không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến thế gian đổ huyết ra trên thập tự giá để đền tội thay cho tôi và anh chị em, và điều đó không bao giờ thay đổi. Và tối hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu dành cho tôi và cho anh chị em, đã mang đến sự biến đổi, mang đến sự chữa lành cho nhiều mối liên hệ, cho nhiều hôn nhân, cho nhiều cuộc đời gãy đổ. Và tối hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức tình yêu của Ngài thông qua bài hát Yêu Thương. Xin mời ban tôn vinh của Hội Thánh Nguồn Sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông bà anh chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tình yêu thương thì hay nhịn nhục, tình yêu thương thì hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Anh chị em có thấy cái sự khác biệt giữa tình yêu của Chúa mà Chúa đã định nghĩa tình yêu của Ngài ở trong Thánh Kinh khác với tình yêu chúng ta có được ở trong thế gian này hay không? Đó là tình yêu mà giữ chúng ta với nhau một cách bền chặt. Nào, có người hỏi tôi rằng, mục sư Nhật ơi, tại sao tôi thấy có nhiều người khi mà lập gia đình với một cái nền văn hóa khác, hay là họ thường lấy một người Mỹ thì hôn nhân thường hay đổ vỡ và có rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi thấy ông lập gia đình với người Mỹ mà đã 9 năm nay rồi, có 3 đứa con, nhìn giống như là gia đình rất là hạnh phúc. Và tôi muốn trả lời với quý vị như thế này, tôi muốn thú thật với quý vị là không có một gia đình nào không có vấn đề hết anh chị em. Nhưng điều mà giữ cho hôn nhân của chúng tôi được bền lâu, đó là chúng tôi đã quyết định yêu nhau bởi tình yêu của Thiên Chúa, yêu nhau một cách vô điều kiện, yêu luôn cả những cái khuyết điểm, yêu luôn cái sự khác biệt của nhau. Đó là cái sự gắn kết giữa hai người với nhau bởi vì Chúa ở giữa. Và tình yêu đó đã mang đến sự chữa lành trong hôn nhân của tôi, và cũng mang đến sự chữa lành trong hôn nhân của rất nhiều người ở nơi đây. Và tối hôm nay tôi hy vọng tình yêu đó để quý ông bà anh chị em có mặt ở đây tối hôm nay sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Chúa tối hôm nay, để hàn gắn những mối quan hệ gãy đổ, để chữa lành hôn nhân của anh chị em tối hôm nay. Và để trước khi chúng ta nghe một sứ điệp dạy về tình yêu của Chúa, và tôi có một bài hát để dẫn chúng ta vào sứ điệp này, đó là bài hát mang tựa đề Tình Yêu Biến Đổi. Tôi cô đơn vô bờ.
Tôi được hân hạnh để đón sự trở lại của mục sư Trương Đình Phong, một con người của những phép lạ, một con người thật sự gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm tình yêu biến đổi của Ngài. Một con người mà trước đây mọi người gặp gỡ ông thường gọi ông với những cái tên giống như là Phong ốm, Phong lé, Phong hô. Nhưng mà từ khi gặp gỡ Chúa, từ khi kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Chúa, thì ông không còn là Phong lé, Phong hô, Phong rồn, Phong ốm nữa, mà nay trở nên rất là phong độ và đã đi khắp thế gian để giảng về tình yêu của Chúa, giảng về quyền năng của Chúa. Và tối hôm nay chúng ta cùng nhau chào đón mục sư Trương Đình Phong. Amen. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị trong tình yêu của Chúa Giêsu. Quý vị thấy hôm nay tôi đúng là phong độ không? Rất vui phong độ là trở lại với chúng ta một lần nữa. Kinh Thánh chép rằng tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trong quý vị có cần được cái tình yêu đó không? Bởi vì con người chúng ta sống trên đất này, dù là già hay là trẻ, dù giàu hay là nghèo, là những người đang thành công hay là những người đang thất bại, quý vị là ông hay đàn bà, tất cả mọi người trong chúng ta đều cần có tình yêu. Cái tình yêu cái gì đó như là một cái nhu cầu mà con người sống không thể nào thiếu trên cuộc đời của mình được. Bởi vì chúng ta có thể thiếu một vài điều trong cuộc sống, nhưng mà con người chúng ta không thể nào thiếu được tình yêu. Nhưng mà buổi tối hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị đến đây, chúng tôi muốn nói cho quý vị có một cái tình yêu lớn hơn tất cả những cái tình yêu mà chúng ta đang có, hay là lớn hơn tất cả những tình yêu mà quý vị và tôi đang cần. Và cái tình yêu đó, khi mà quý vị tiếp nhận vào thì quý vị sẽ kinh nghiệm rằng đời sống quý vị sẽ được bình an ở đất và được sống đời đời trên thiên đàng. Kinh Thánh chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện như thế này để chứng minh về tình yêu. Một gia đình kia rất là giàu có, và ông này có hai đứa con trai, và đứa anh thì rất là ngoan ngoãn, còn đứa em thì tính tình hơi kỳ cục. Bởi vì chúng ta biết rằng mình sinh con mà mình đâu biết tính tình như thế nào đâu. Nhưng mà rồi đứa em một ngày kia, đang khi ba còn sống, mà cậu út muốn đến với ba mình nói rằng: ba ơi, xin chia gia tài cho con. Nếu quý vị là những người là bố là mẹ mà có những người con như vậy á, quý vị cảm thấy đau đớn và khó chịu không quý vị? Mình đã sống mà đến bảo mình phải chia gia tài. Nhưng mà vì tình yêu của người cha thương con quá, người cha cũng chia một nửa gia tài cho con. Thế là cậu con út đó ôm hết tất cả những tài sản tiền bạc mình có, đi một phương xa, tưởng chừng như là làm ăn. Nhưng mà đi phương xa đó, cậu đã tiêu xài hết tất cả những tiền bạc, những cái điều gì mà cậu đang có trên cuộc đời của cậu. Và bây giờ thì cậu mới lâm vào trong tình trạng đó là nghèo đói, và cậu phải đau khổ, và cuối cùng cậu phải đi chăn heo. Cậu ấy thì đi chăn heo, còn tôi thì đi chăn bò. Tôi không biết những người đang có mặt ở đây có ai là có một thời kỳ trẻ quý vị đã từng đi chăn bò, chăn heo không? Cũng có nhiều cánh tay đưa lên đó. Có một số người đi chăn trâu nữa. Nhưng mà điều tôi muốn nói quý vị rằng, vì cách xa nhà cha, tiêu xài tất cả những tài sản và làm những điều ngỗ nghịch chống lại ý của cha của mình, nhưng mà rồi cái hậu quả cậu ấy mang là cậu ấy đã lâm vào trong tình trạng cơm không đủ mà ăn, áo không đủ mà mặc. Tôi không biết những người đang có mặt tại đây có ai đã từng trải qua những cái năm mà 75 sau năm 75 ở tại Việt Nam mình, quý vị đã kinh nghiệm cái lúc mà cơm không đủ mà ăn, áo không đủ mà mặc chưa? Trong lúc đó chúng ta thấy rằng cuộc sống chúng ta
trở nên thật là khó khăn và thật là bi thảm vô cùng, những cái sự đau đớn đang xảy ra trên cuộc đời của cậu ấy và trên cuộc đời của tôi, và cũng đã từng kinh nghiệm những cái sự mà đau đớn và thiếu thốn, cơm không đủ mà ăn, áo không đủ mà mặc, và cuộc sống trở nên rất là bế tắc và rất là đau khổ. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi muốn nói bằng trên rằng bây giờ trong cơn gian truân, và cậu ấy mới nhớ là rằng ô, mình là con của nhà giàu mà cơm không đủ mà ăn, áo không đủ mà mặc, còn những người làm công, những người làm đầy tớ trong nhà cha ta mà lại ăn uống đo nê dư dật. Cậu ấy mới nghĩ trong đầu rằng ô, tôi sẽ đứng dậy và quay về tạ lỗi với cha của mình, xin cha tha tội cho con vì con không đáng làm cha nữa, miễn làm sao cha cho con đủ ăn đủ mặc là được rồi. Trong cơn đau khổ như vậy, cậu quyết định quay về. Và quý vị biết sao, khi cậu ấy quyết định quay trở về nhà cha của mình, trở về với nơi cái bàn tay ấm áp, trở về với ngôi nhà thân thương, trở về với một gia đình ấm cúng đó, bởi vì cuộc đời của cậu đã đi xa nhà của cha, cho nên cậu mới lâm vào trong hoàn cảnh như vậy. Tôi không biết một người nào đang có mặt buổi tối hôm nay, nếu cuộc đời quý vị đang ở trong tình trạng bị bế tắc trong cuộc sống, quý vị đang đối diện với hôn nhân đau khổ, quý vị đang đối diện với những cái hoàn cảnh thật là bi thương. Và quý vị ơi, buổi tối hôm nay có một tin vui cho quý vị, có một câu giải đáp cho quý vị. Như Ngài đã từng làm trên cuộc đời của tôi thì Ngài cũng sẽ làm điều đó trên cuộc đời của quý vị. Chúa Giêsu đã đến trần gian này, Ngài đã chết trên thánh giá để Ngài đền tội cho mỗi người trong chúng ta. Và cảm ơn Chúa, khi cậu đứng dậy, cậu quyết định quay về, thì cậu nghĩ rằng ô, mình mong rằng cha mình chỉ đối xử với mình như là một đứa đệ tớ thôi, đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng mà không ngờ cậu vừa quay về thì từ đằng xa cha của cậu đã chạy ra và ôm chầm lấy cậu. Dù cậu là một người đã làm cho cha mình buồn, dù cậu là người đã làm cho cha mình thất vọng, nhưng mà tình yêu của người cha không bao giờ thay đổi trên cuộc đời của người con của mình. Đức Chúa Trời cũng không bao giờ thay đổi tình yêu của Ngài cho mỗi một người trong chúng ta đang có mặt buổi tối hôm nay. Nếu một cuộc đời quý vị đang ở trong tình trạng sức khỏe không được tốt, nếu quý vị đang ở trong tình trạng hôn nhân không được vui, nếu quý vị đã ở trong tình trạng gia đình đang bị lộn xộn, thì tin cho quý vị vui buổi tối hôm nay rằng Chúa đến để Chúa tìm và cứu những người đang bị lạc mất. Chúa đến để Chúa đưa chúng ta ra khỏi sự hư mất mà đưa chúng ta trở về nơi sự sống đời đời của Ngài. Ô, cuộc đời của tôi trước khi chưa tin Chúa buồn lắm quý vị ơi. Những gì tôi được như ngày hôm nay là bởi hồng ân của Ngài đã ban cho cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi biết rằng buổi tối hôm nay rất là nhiều thân hữu tới đây. Tôi xin kể sơ về cuộc đời của tôi cho quý vị biết. Tôi sinh năm 1973. Tôi sinh ra tại ở quận Đôn Đà Nẵng. Có ở trong đây là người quận Đôn không? Dân ta tôi cua ở đây à, à, không có một người người ha. Thì tôi sinh ra tại nơi quận Đôn Đà Nẵng. Xong thì năm 75 thay đổi thì ba tôi là làm bên chế độ Cộng Hòa, cho nên ba tôi phải sợ quá và bỏ hết tất cả những gì ở Đà Nẵng và chạy lên nơi tôi ở bây giờ là huyện Quế Sơn, xã Quế Trung và Loan Cà Toan, thôn Trung Thượng. Nơi đó là một cái nơi gọi là thật là một cái sự gì đó mà nó bế tắc vô cùng trên gia đình của tôi trong thời bây giờ. Và quý vị biết rằng bây giờ tôi đang đối diện với gia đình chúng tôi đang đối diện với cái sự khó khăn như vậy, thì bây giờ tôi cũng đã tìm đủ một cách để lo cho cái cuộc sống mình nó đỡ đi những cái sự đau khổ, và gia đình chúng tôi cũng làm đủ một cách để kiếm những khoai mì ăn cho nó qua ngày. Quý vị biết sao, nhiều lúc trồng khoai mì lên trên rẫy trồng khoai mì, trồng xong ban đêm về ngủ ở ban đêm ở trên đó heo rừng nó nhào vô nó ăn hết trơn. Và sau khi chúng tôi rào kỹ lại, bảo vệ kỹ lại những đám khoai, những đám sắn như vậy á, thì chúng tôi về như vậy á, thì heo rừng không vào được. Nhưng mà có một số người chúng tôi không mượn, họ cũng đến nữa. Họ nhổ giùm chúng tôi, rồi họ đem về nhà của họ.
gia đình chúng tôi bước vào trong những sự bế tắc vô cùng. Cuộc đời tôi rất là đau khổ, chỉ sống đi núi đi non với những con bò và đau khổ vô cùng. Tôi đã cầu hấp thần này đến vị kia tìm đủ một cách để thoát khỏi cái cảnh khổ. Nhưng mà càng cố gắng thì cuộc đời của tôi càng nên bị bế tắc. Sau đó tôi vào trong Sài Gòn, đã đi làm thuê, làm mướn, đi đó, đi đây để kiếm cuộc sống qua ngày. Mà quý vị biết sao? Nhiều lúc gọi giấc ngủ mà giấc ngủ nào đâu đến. Nhiều lúc kiếm một miếng cơm ăn cho no mà cơm không đủ để mà ăn nữa. Và quý vị trong tình trạng bế tắc như vậy, thì tin vui cho tôi là tôi đã gặp được một người mời tôi, nhờ tôi vào trong tiệm rồi dạy cho tôi mai. Và người ấy nói về Chúa Giêsu cho cuộc đời của tôi. Và tôi muốn nói tại đây là người đó nói là hãy trở về với tình yêu đi, trở về với nhà cha đi, cuộc đời của Phong sẽ hết khổ. Mà bước đầu tôi không biết trở về như thế nào. Người ấy hướng dẫn tôi biết về Chúa và tạ ơn Chúa bởi quyền năng của Ngài. Tôi trở về Chúa, Ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi. Và cảm ơn Chúa, những gì tôi có được như ngày hôm nay là bởi hồng ân thương xót từ nơi Ngài. Như một sinh nhật hồi nãy vừa nói, khi hồi nhỏ tôi bị bệnh quá cho nên đó là con mắt tôi nó lé cho nên đặt là Phong Lé. Rồi tôi ốm mà tôi đưa cái răng trước vậy nè, người ta đặt tôi là Phong Hô. Rồi tôi là Phong Gầy, Phong Đồng Gánh. Cái Phong nào tệ nhất là chắc hết trên cuộc đời của Phong nè. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi tin Chúa rồi, Chúa đã biến trở thành Phong Độ rồi nha. Điều đó là nhờ ơn sinh sắc của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói với mọi người rằng bây giờ cậu ấy đã quay về, và cha của cậu ấy đã chạy ra ôm chầm lấy con của mình. Bao nhiêu người buổi tối hôm nay muốn nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời nè? Có những người nào dưới cười khí thế quá. Và tôi muốn nói quý vị rằng có những cái loại tình yêu khác nhau. Tình yêu của người đời đó, tình yêu nếu nếu mà em yêu anh đó thì anh sẽ yêu em. Nếu mà em giúp được cho anh chị này thì anh sẽ yêu em. Nếu mà em mà đáp trả được cái tình yêu điều này thì anh sẽ trả lại tình yêu đó. Tình yêu của con người là tình yêu nếu. Nhưng mà rồi lại có một số người là cái tình yêu vì anh tốt với tôi quá cho nên tôi mới yêu anh. Vì tôi mới qua bên Mỹ tôi chưa biết chạy xe, anh dạy tôi lái xe cho nên tôi mới yêu anh. Cái tình yêu nếu và tình yêu vì đó nó bám chặt con người. Và con người sống với nhau thường thì chỉ vì tình yêu nếu và tình yêu vì mà thôi. Nhưng buổi tối hôm nay tôi muốn nói với vậy là có một loại tình yêu lớn hơn tình yêu nếu, lớn hơn tình yêu vì, đó là tình yêu agape, là tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại của chúng ta. Dù quý vị có như thế nào đi nữa, Ngài vẫn yêu thương cuộc đời của quý vị. Dù quý vị là những người đang thành công, Ngài vẫn yêu thương. Dù quý vị là những người đang thất bại, Ngài vẫn yêu thương. Có một ông già kia đến nói với tôi như thế này: Phong ơi, tôi hồi còn trẻ, tôi còn mạnh mẽ, tôi nghĩ là Chúa yêu tôi lắm. Bây giờ tôi già, tôi không làm được gì cho hội thánh hết, tôi không làm được gì cho Chúa hết, cho nên Chúa không còn yêu tôi. Mà có phải là như vậy không quý vị? Không hề. Tình yêu của Chúa là dù chúng ta có già, dù chúng ta có bệnh, dù chúng ta có nghèo, dù chúng ta có thành công hay là chúng ta có khỏe mạnh, Ngài vẫn yêu thương mọi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Ngài yêu chúng ta, tình yêu gọi là tình yêu mặc dầu. Cậu con trai đã trở về với một thân hình đầy đau đớn, với một thân hình đầy dơ giấy. Vì sao? Chăn heo thì hôi mùi gì quý vị? Tôi hỏi quý vị tập trung chung với nè. Chăn heo thì hôi mùi gì? Người thì nói hôi mùi heo, người nói hôi mùi phân, người nói là hôi mùi cám heo. Đều đúng cả, đều đúng cả. Nhưng mà ba cậu ấy có chê cậu ấy không? Buổi tối hôm nay Đức Chúa Trời cũng không chê tội lỗi của quý vị. Có một số người tại đây đã từng làm cho nhiều người đau đớn. Có một số người đang ngồi tại đây đã từng gạt nợ người khác. Có một số người đang ở đây đã từng gạt tình người khác. Và có một số người đã làm cho chồng mình đau đớn, vợ mình đau đớn. Và thậm chí có một số người làm cho cha của mình đau đớn. Nhiều đêm quý vị ngủ không được, nhiều đêm quý vị trằn trọc, quý vị tưởng chừng là ngủ,
Nhưng mà những giọt nước mắt nó lăn tròn thưa quý vị lăn qua lăn lại và quý vị không biết câu trả lời. Quý vị áy náy trong lương tâm, quý vị muốn được giải quyết mà không biết cách nào giải quyết. Đêm hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị rằng Chúa Giêsu muốn đến xóa tội cho quý vị. Amen. Chúa Giêsu đến muốn mang cho quý vị một sự bình an để cho quý vị có một giấc ngủ ngon. Chúa Giêsu muốn tha tội cho quý vị và cho quý vị được sự sống đời đời trên thiên đàng. Bây giờ người cha đã chạy ra ôm chầm lấy con của mình. Và sao? Người cha đã đeo chiếc nhẫn vào trong tay là phục hầu uy quyền, mang cho con mình đôi giày của sự bình an, mặc cho con mình chiếc áo của sự công bình, và bắt đầu khởi sự làm con bò mập để mà tiếp đãi vui mừng, vì con ta đã chết mà bây giờ đã sống, đã mất mà bây giờ đã tìm lại được. Cho nên họ khởi sự vui mừng. Và điều đó cho chúng ta biết buổi tối hôm nay rằng cái người cha đó là tượng trưng cho là Thượng Đế hay là Ông Trời. Còn chúng tôi là những người tin Chính Chúa, được gọi là Đức Chúa Trời. Còn người con mà lạc lõng hư hỏng đó, đó là hình bóng của mỗi cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta ăn cơm của ông trời, uống nước của ông trời, lâm nguy cũng kêu ông trời, khổ quá cũng kêu ông trời, vượt biên sóng gió bão tố quá, trời ơi cứu tôi với, rồi đói quá trời ơi giúp cho tôi tai qua nạn khỏi, rồi cầu trời buông thành, cầu trời cho buông thành danh tội, buông mai bắn đất. Các ông trời và quý vị đang kêu bấy lâu nay đó là đấng mà chúng ta đang rao giảng buổi tối hôm nay. Nhưng mà chúng ta đã nhờ cậy nơi Ngài nhiều quá rồi. Nhưng mà có mấy ai đã thờ phượng Ngài bao giờ? Tôi nhớ có một lần kia thì chúng tôi đi trên một chiếc thuyền để đi qua một cái dòng sông. Đi qua một dòng sông như vậy thì ở trên một chiếc thuyền nhỏ thôi, thì bỗng nhiên có một cuồng gió xoáy nổi lên rất là mạnh và xoáy ầm ầm gần chìm chiếc thuyền đó. Và mỗi người trong chúng tôi đều kêu lên la lên, vì giữa một dòng sông nguy hiểm như vậy, chìm tàu thì có được chết hết mọi người. Thì mỗi một người đều kêu và mỗi một người đều van xin giải ông trời cho tai qua nạn khỏi. Nhưng mà rồi sau khi một thời gian khoảng độ một tiếng mấy đồng hồ, và tàu vừa tấp vào trong bờ được bình yên á, thì bước xuống đất đó là mô Phật. Rồi chúng ta trở về nhà thì chúng tôi cũng làm những mâm cơm, thì là chúng tôi cũng cúng những ông thần tài và ông thần thổ địa. Tôi thấy điều này rất là ngạc nhiên. Khi mà lâm nguy thì có người lại kêu đến Thượng Đế là ông trời, mà khi được có việc gì rồi thì có người lại biết ơn ông thần tài và ông thần thổ địa. Và chúng ta biết rằng có những cái lỗi lầm, có những điều sai trật của con người chúng ta đã gieo ra. Nhưng mà Ngài không muốn bắt tội chúng ta, nhưng Ngài muốn đến để tha tội cho chúng ta và nhận chúng ta làm con yêu dấu của Ngài. Kinh Thánh chép như thế này: vì Đức Chúa Trời là tình yêu, mà ai không yêu là không biết Đức Chúa Trời. Cái tình yêu agape là cái tình yêu mà Chúa muốn gửi đến mỗi một người trong chúng ta buổi tối hôm nay, là hỡi quý vị ơi, biết rằng dù chúng ta có như thế nào đi nữa, Ngài vẫn yêu chúng ta. Dù chúng ta có ra làm sao nữa, Ngài vẫn đeo đuổi mỗi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta xin lỗi, chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho mình trong ngày mai. Quý vị biết mới cách đây mấy ngày ở tại New York hả, một người đã nhào vào trong hội của người Do Thái, bắn chết đến bao nhiêu người quý vị? 11 người đã bị chết. Và quý vị biết mới ngày hôm nay ở tại Indonesia, một chiếc máy bay đã chở là sao? 189 người. Và máy bay đã bị hư và đã rớt xuống biển, và không có một người nào sống sót cả. Điều tôi muốn nói quý vị là chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho mình trong ngày mai. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho mình ngày mai. Cho nên hãy biết rằng mỗi một người trong chúng ta ăn cơm của trời, uống nước của trời, lắm nguy của ông trời, mọi sự chúng ta nhờ Đức Chúa Trời, phải thờ phượng Đức Chúa Trời, vì chúng ta không biết được ngày nào mà chúng ta sẽ đối diện với Ngài, quý vị ạ. Có những con người mới mạnh khỏe ngày hôm nay, nhưng mà rồi ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp con người nào nữa. Cho nên cảm ơn Chúa. Tôi muốn nói quý vị buổi tối này là bởi vì sao? Con người sống một cảnh mà hai quê, sống thì gửi mà thác thì về. Một cảnh là thiên đàng, đàng là tân giang, là một cảnh mà hai quê là thiên đàng và địa ngục.
thiên đàng và địa ngục hai bên, bạn sẽ chọn bên nào? Và buổi tối hôm nay, Chúa Giêsu ngài muốn nói mọi người chúng ta là: này, ta đến để ta ban cho mọi người một cái tình yêu, mà để rồi mỗi một người chúng ta hãy kinh nghiệm với sự tình yêu đó, cái tình yêu từ mà tấm lòng của chúng ta được thoát ra, và cái tình yêu mà đến với sự cứu chuộc, cái tình yêu mà đến với sự thỏa lòng, cái tình yêu mà Chúa muốn mọi người trong chúng ta cần phải biết của tôi hôm nay là tình yêu của ngài là tình yêu mặc nhau. Ai trong quý vị buổi tối hôm nay lần đầu tiên đến đây, tôi muốn nói quý vị rằng Chúa Giêsu ngài là đấng đã xuất trần gian cách đây hơn 2000 năm về trước. Ngài không có tội lỗi gì cả, nhưng vì ngài yêu thương nhân loại, ngài đã bằng lòng từ thiên đàng vinh hiển, ngài đã xuống trần gian này, ngài đã bằng lòng chết trên cái thánh giá để đổ huyết ra để đền tội cho mỗi người trong chúng ta. Và Chúa nói rằng ai tin ngài, tội lỗi sẽ được tha và linh hồn sẽ được cứu. Ai tin ngài thì thoát ra như khỏi đi ngục đời đời, mà ai tin ngài thì sẽ được sự sống đời đời trên thiên đàng. Vì lý do đó buổi tối này tôi muốn nói với vậy rằng hãy đến với tình yêu đó, đến với Chúa. Ngài không bỏ chúng ta ra ngoài đâu. Chúng ta đến với ngài, ngài không phán xét tội lỗi chúng ta đâu. Chúng ta đến với ngài, ngài sẽ nhận chúng ta làm con yêu dấu của Chúa. Và Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu những kẻ bị lạc mất. Hỡi bạn chị em là những người đang bị cô đơn, đang bị lạc lõng bên ngoài, hãy đến để nhận lãnh được tình yêu của ngài buổi tối hôm nay. Chúa Giêsu đến với cuộc đời quý vị, Chúa muốn ban phước cho cuộc đời quý vị, Chúa muốn yêu thương cuộc đời quý vị. Thôi hôm nay chúng ta đã nghe về sứ điệp về tình yêu của Chúa, và tôi tin rằng có những người ở nơi đây cần sự tha thứ của Chúa Giêsu. Có những người cần chữa lành những hôn nhân gãy đổ, có những người cần chữa lành những mối quan hệ, có những người cần Chúa chữa lành những bệnh tật. Và chúng tôi ở nơi đây là những con người đã thật sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa, và tôi không muốn kéo dài thêm thời gian tối hôm nay, mà tối hôm nay tôi tin rằng nếu chúng ta mở lòng ra để mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình, tôi tin rằng cuộc đời của quý vị sẽ được phước, cuộc đời của quý vị sẽ thay đổi, và quý vị sẽ đi từ cái nơi tuyệt vọng đến cái nơi hy vọng, đi từ cái nơi tối tăm đến cái nơi sáng láng, đi từ cái nơi yếu mỏi đến cái nơi khỏe mạnh, đi cái từ cái nơi lạc lối tìm được lối đi. Tối hôm nay nếu có ai trong quý vị ở đây sau khi nghe sứ điệp về tình yêu của Chúa Giêsu, và chúng ta không thể ban cho những gì chúng ta không nhận lãnh từ nơi Chúa, trước hết để yêu thương vợ của mình, để yêu thương con cái của mình, chúng ta cần nhận lãnh tình yêu đó từ nơi Chúa của chúng ta. Và chúng ta không tìm kiếm được tình yêu đó ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ con người nào. Chúng ta chỉ có tìm kiếm được tình yêu đó từ nơi Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta ra trong ảnh tượng của Ngài. Và tối hôm nay tôi không kêu gọi quý vị bỏ đạo, bỏ ông, bỏ bà, nhưng tôi kêu gọi quý vị để quay trở về cội nguồn của chúng ta, là Đấng đã tạo dựng ra chúng ta, là tất cả chúng ta đều có một Cha, Cha Thiên Thượng đã đón, đã chờ đợi tối hôm nay để tiếp rước tất cả chúng ta trở về ngôi nhà của Ngài. Và nếu trong tối hôm nay có ai trong quý vị cảm động thông qua sứ điệp tình yêu thương của Chúa tối hôm nay, xin giơ tay lên trong thời giờ này để tôi có thể thấy được và cầu nguyện cho quý vị. Có ai trong quý vị cảm động để muốn rằng nói rằng: Chúa Giêsu ơi, con muốn Ngài bước vào cuộc đời của con, con muốn tiếp nhận tình yêu của Ngài tối hôm nay để con có thể yêu những người xung quanh của con, để con có thể thông qua tình yêu đó hàn gắn những mối liên hệ trên cuộc đời của con, hàn chữa lành những gãy đổ trong hôn nhân của con. Có ai trong quý vị muốn tiếp nhận tình yêu đó tối hôm nay, hãy giơ tay lên, hãy mạnh dạn lên quý vị, đừng quan tâm những gì người xung quanh, hãy giơ tay lên trong thời giờ này. Có ai trong quý vị cần tiếp nhận tình yêu đó? Hãy giơ tay lên, quẩy tay cho tôi thấy. Tôi đứng trên đây tôi không có thấy anh chị em. Và khi mà quý vị đã giơ tay lên rồi, tôi có một món quà để tặng cho quý vị làm hành trang bước vào đời sống mới. Đó là món quà cuốn sách Thấu Hiểu Được
sự cứu rỗi, thấu hiểu được tình yêu của Chúa dành cho quý vị. Tôi xin những người giơ tay lên, tiến lên đây ngay giây phút này, và chúng ta sẽ bước vào phần đãi tiệc tối hôm nay sau giây phút này. Xin kính mời mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu, mục sư Lê Kim Cúc, mục sư Phùng Thúy Kiều lên cầm những cuốn sách chúng ta đã chuẩn bị, mục sư Lê Minh, để tặng cho những thân hữu có mặt ở đây tối hôm nay. Xin trân trọng mọi người đứng lên trong thời giờ này, và nếu mà ai có những đau nhức trong người thì cứ tự nhiên ngồi. Những ai vừa giơ tay lên, tôi xin mời quý vị lên đây, tôi sẽ tặng, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một cuốn sách. Rồi, dạ, xin mời chị đứng sắp hàng ở đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, ở đây, sắp hàng ở đây. Dạ. Quý vị đừng ngần ngại lên đây để nhận món quà. Alo. À, tôi trân trọng kính mời tất cả chúng ta cùng biết rằng buổi tối hôm nay Chúa muốn yêu một cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn tha tội cho chúng ta, và Chúa muốn nhận chúng ta làm con của Ngài. Bởi vì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho mình ngày mai, và chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ đến ngày tới. Chính quý vị là những người nhận sách khoan về, quý vị có thể đứng lại, và chúng tôi có thể nhờ Chúa hướng dẫn cho quý vị nói một vài câu, để rồi chúng ta biết rằng tình yêu của Chúa. Xin mời mục sư Nguyễn Như Bằng Hữu, thiếu anh để hướng dẫn cho mọi người. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Xin quý vị bước lên gần đây, và xin quý vị lặp lại theo tôi lời cầu nguyện này. Và lời cầu nguyện này đó là quý vị thưa với Chúa để mà tiếp nhận tình yêu của Chúa dành cho mình. Còn ai là người mới đến đây lần đầu tiên mà chưa biết được tình yêu, quý vị muốn nhận lãnh được sự sống đời đời trên thiên đàng, quý vị hãy vui lòng tiến lên đây, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Chúa đang đứng ngoài cửa lòng, Chúa muốn bước vào đời sống của quý vị ngay trong giờ này. Xin kính mời mục sư. Xin quý vị lặp lại theo tôi lời cầu nguyện này. Và cái lời cầu nguyện này đó không phải là một cái câu thần chú gì hết, nhưng mà nếu quý vị đặt tấm lòng của mình vào trong cái lời cầu nguyện này thì Chúa nghe và Chúa nhận lời. Amen. Xin quý vị nhắm mắt lại, hướng về Chúa, lạy, và xin quý vị lặp lại theo tôi: lạy Chúa, lạy Chúa là Cha yêu thương của con, là Cha yêu thương của con. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban Chúa Giêsu, đã ban Chúa Giêsu đến thế gian để chịu chết. Để chịu chết và chuộc tội cho con, và chuộc tội cho con. Con nhìn nhận rằng con là người có tội, con là người có tội, con cần được Chúa tha thứ, con cần được Chúa tha thứ, con cần tiếp nhận tình yêu, con cần được Chúa tiếp nhận tình yêu vô điều kiện của Ngài. Và con cảm ơn Chúa, và con cảm ơn Chúa Ngài đã hy sinh để chịu chết cho con, để chịu chết cho con. Từ nay trở đi con đặt lòng tin nơi Chúa, và con sẽ sống cho Ngài, và con sẽ sống cho Ngài. Con cảm ơn Chúa ban cho con tình yêu vô điều kiện của Ngài, để con có thể yêu thương vợ con, chồng con và những người xung quanh của con bằng tình yêu của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ngài chấp nhận con là con của Ngài. Và từ nay trở đi con sẽ sống cho Ngài. Con không còn sống cho con nữa, nhưng con sống cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, Ngài ghi tên con vào sách sự sống ở trên thiên đàng. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Giờ đây tôi xin cầu nguyện cho tất cả quý ông bà anh chị em. Tôi xin cầu nguyện cho tất cả các quý vị cùng nhắm mắt lại hướng về Chúa. Tôi xin cầu nguyện để chúc phước cho quý vị. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Cảm ơn Cha rất nhiều vì những đời sống ở đây, đứng trước mặt Ngài, đang đứng ở đây. Cảm ơn Chúa, Ngài đã
Hoa đã mở tấm lòng ra để tiếp nhận tình yêu của Ngài. Và cảm ơn Chúa, Hoa đã trở nên con cái của Ngài. Và giờ này chúng ta cầu nguyện và chúc phước cho họ rằng họ sẽ được gieo trồng ở trong các hội thánh địa phương. Những người bạn đã giới thiệu họ mời và đến đây sẽ tiếp tục giúp đỡ cho họ. Và con cầu nguyện rằng mỗi ông bà anh chị em ở đây đều sẽ được trồng ở trong nhà của Chúa để được lớn lên và được kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa trong đời sống của họ. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy giơ tay chào đón những lời của Chúa vào trong nhà của Chúa trong ngày hôm nay. Amen. Chúng xin mời quý vị trở về chỗ ngồi của mình để chúng ta tiếp tục kế bữa tiệc tối nay. Xin Ngài chúc mừng quý vị. Amen. Chúc mừng quý vị. Xin kêu gọi với sự ai khao khát xin cho quý vị. Xin quý vị thân hữu của chúng ta tự nhiên quay về chỗ ngồi và xin mời nhà hàng mở tiệc cho các ông bà, anh chị em và những thân hữu có mặt ở đây tối hôm nay. Trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức để cảm ơn tất cả anh chị em và những bạn bè thân hữu có mặt ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đã đến đây để chung vui với chúng tôi, cùng nhau để tìm hiểu về tình yêu của Chúa. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị, cảm ơn vì cái sự tử tế và cái sự yêu mến của quý vị đối với chương trình Đời Sống Phước Hạnh. Và tôi xin cầu nguyện, xin Chúa chúc phước cho quý vị tối hôm nay có được một buổi tối an lành và một cái buổi ăn tối rất là ngon miệng.